chương 401, Lê Văn Vân. Sau đó cô ta lại bắt đầu hỏi thăm đến những chuyện của người gác đêm. Ở bên này đến tận giờ tan tầm buổi chiều, kể cả cơm trưa cũng là ăn ở đây với Vương Giai Kỳ. Sau khi tan làm, Vương Giai Kỳ vốn muốn gọi Lê Văn Vân đi ăn cơm nhưng lại bị Lâm Bình lôi đi mất. Lê Văn Vân vừa hay muốn đi ăn cơm với Lâm Nhã, thế nên cũng chẳng để ý làm gì. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Đợi đến khi Vương Giai Kỳ và Lâm Bình đi rồi, lê văn vân mới nhìn lâm nhã rồi hỏi à tôi đặt một nhà hàng rồi à đúng rồi tôi còn có hai người bạn cũng qua đó anh không để ý chứ nhỉ cái chính là tôi ít khi mời ai ăn cơm lần này mời anh đi ăn cơm nên muốn mời bọn họ đi cùng nữa lâm nhã nói bình thường cô ta khá tiết kiệm điều kiện gia đình cũng không tốt lắm lê văn vân đương nhiên không phản đối không sao hai người ngồi lên xe đi về phía nhà hàng đã đặt trên xe Lâm Nhã quay đầu lại nhìn Lê Văn Vân, hỏi anh, Lê Văn Vân, anh với Tổng Giám Đốc Vương Giai Kỳ rất thân thiết nhỉ. Tổng Giám Đốc Vương, cô ta đúng là một đứa trẻ ngốc, bây giờ vẫn còn đang đi học, cô gọi cô ấy như vậy cứ cảm thấy là lạ. Lê Văn Vân cười nói, nhưng quả thật có quen nhau. Trước đây tôi ở Lâm Hải, cô ấy học ở Lâm Hải, sau đó quen biết nhau. Lâm Nhã nói thêm một câu, ra thế. Audio điện tử võ tấn bền hai người họ nhanh chóng đến trước một quán ăn nhìn có vẻ khá cao cấp sau khi đỗ xe xong hai người liền đi vào cửa quán ăn lúc này ở trước cửa có hai người một nam một nữ người đàn ông kia cắt đầu cua nhưng dáng vẻ lại đẹp trai còn cô gái lại có khuôn mặt bình thường anh chính là lê văn vân mà dạo gần đây ngày nào lâm nhã của chúng tôi cũng léo nhéo bên miệng đó à vừa mới bước vào cô gái kia đã vui vẻ hỏi anh anh không biết đấy thôi Đợi Lâm Nhã mời một bữa khó khăn thế nào. Lần này kiếm được hơn một bộn tiền, vốn chỉ định mời chúng tôi ăn cơm, nhưng cô ấy cứ kéo dài mãi, phải đợi bằng được anh về mới chịu. Khuôn mặt Lâm Nhã ngáy mắt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì Lê Văn Vân hay vì cô gái kia đang đùa cô keo kiệt nữa. "Cậu đừng có nói linh tinh." Lâm Nhã vội vàng nói, "Lê Văn Vân, giới thiệu với anh một chút, bọn họ đều là bạn thân của tôi, đây là Phó Linh, đây là anh bạn thân của tôi Trần Thiên." anh bản thân, trong lòng Lê Văn Vân hơi động. Đối với loài sinh vật mang tên, anh bản thân, trước giờ Lê Văn Vân đều không có ấn tượng tốt đẹp gì. Nhưng đây là cuộc sống riêng tư của Lâm Nhã, anh với Lâm Nhã cũng còn lâu mới được tính là thân thiết, nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ công việc. Cuộc sống riêng tư của cô ta như thế nào, Lê Văn Vân cũng chẳng can thiệp vào. Anh bước đến phía hai người, gật đầu giới thiệu Lê Văn Vân. chương 402 nhà họ quách, Rõ ràng bọn họ biết anh, hơn nữa mục đích bọn họ tới đây chính là để tìm mình. Lâm Bình hay là Hứa Giang tìm người đến thăm dò mình? Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động. Trong lòng anh nghiêng về cảm thấy đây là Lâm Bình làm. Bởi vì những người đến này là người bình thường, Hứa Giang vừa mới bị mình hành cho một trận, chắc chắn sẽ không tìm người bình thường đến đối phó với mình. Nhà họ Vương này hình như có vẻ cao cao tại thượng, trong lòng Lê Văn vẫn cười lạnh một cái nhưng trên mặt lại không hề để ý sau khi gọi món xong liền đưa menu cho nhân viên nhà hàng lâm nhã cùng lúc này một giọng nói kinh ngạc vang lên cách chỗ bọn họ không xa lê văn vân nhìn theo nơi phát ra tiếng nói ở chỗ cách bọn họ ngồi không xa vương ý đang ngồi ở bên đó ngồi ở phía đối diện vương ý là một người trẻ tuổi mặc kiểu đường phố trên tay anh ta đeo một chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết là đồng hồ cực kỳ đắt tiền sau khi bọn họ nhìn thấy mấy người lê văn vân vương ý liền cười âm hiểm một cái sau đó nói vài câu gì đó với người đàn ông ngồi đối diện với anh ta trên mặt người đàn ông kia lộ ra ánh nhìn có chút hứng thú ánh mắt không hề kiêng kỵ quét một lượt qua người lâm nhã sau đó hài lòng gật đầu đứng lên đi về phía nhóm người lê văn vân đang ngồi ở bên này mãi đến khi đi đến bên bàn của nhóm lê văn vân người đàn ông đó mới cười tủm tỉm móc điện thoại ra nói với lâm nhã mỹ nữ xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không ở bên cạnh lâm nhã phó linh và trần thiên đều cau chặt mày không biết quý cô có thể cho phép tôi có cơ hội được thanh toán hay không người đàn ông lại nói tiếp không đợi lâm nhã đáp lời vương ý liền cười lạnh một tiếng nói mấy người các người đừng có không biết điều tôi nói cho mấy người biết người trước mặt mấy người chính là thiếu gia nhà họ quách tập đoàn phong vân quách trấn nhà họ quách thân sắc của lê văn vân hơi thay đổi dù cái tên này anh chưa từng nghe thấy những tập đoàn phong vân thì anh có biết. Trước đó Hoàng Gia Gia đã nhắc đến với anh, Quách Vĩ Thịnh nhà họ Quách với Hoàng Gia Gia cùng được xưng là bốn cậu chủ Yến Kinh. Chỉ không biết là trong nhà họ Quách, Quách Trấn này với Quách Vĩ Thịnh, địa vị của ai cao hơn một chút. chương 403 không phải kẻ ngu thì là người xấu. Khá thân thiết với nhà họ Vương à, Quách Trấn nhìn Lê Văn Vân, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, quen biết Vương Hàn Lâm không? cái tên này lê văn vân đã từng nghe thấy cũng là một trong bốn cậu chủ yến kinh nhưng lê văn vân vẫn chưa từng gặp anh nhún vai nói không quen phụt ha ha quách trấn bật cười một tiếng nói nghe nói anh đem được việc kinh doanh của nhà họ vương đến tập đoàn trí đạt sau đó mới khiến hai người vương ý và phùng kính bị khai trừ kết quả ngay cả vương hàn lâm anh cũng không biết nói xong anh ta lại cười khẩy nói chỗ này không có chuyện của anh tôi và cô gái này từ từ nói chuyện nói rồi anh ta căn bản không thèm để ý đến lê văn vân nữa quay lại nhìn lâm nhã nói mỹ nữ em nghe chúng tôi nói chuyện chắc cũng biết được thân phận của tôi rồi vì vậy thêm bạn wechat đi lâm nhã mím môi sau đó lắp đầu trả lời xin lỗi không cần đâu quách chấn nháy mắt sửng sốt anh ta dường như không ngờ được lâm nhã lại từ chối mình trên thực tế ở yến kinh sau khi anh ta nói ra thân phận của mình trong việc đi thêm bạn wechat với con gái anh ta trước giờ chưa bao giờ thất bại ở bên cạnh hai người trần thiên và phó linh đều không nói chuyện rõ ràng là có hơi kiêng kỵ và sợ hãi quách trấn còn lê văn vân nghe thấy lời của lâm nhã nói khóe miệng không nhịn được vẽ lên một nụ cười nụ cười này đúng lúc bị quách trấn bắt được anh ta đột nhiên nhìn về phía lê văn vân nói anh đang cười nhạo tôi nào có lê văn vân sờ sờ mũi nói anh đang cười nhạo tôi quách trấn thẹn quá hóa giận Đúng vậy, lời từ chối của Lâm Nhã đã khiến anh ta không còn mặt mũi, lại nhìn thấy nụ cười của Lê Văn Vân càng làm anh ta tức giận không chịu được. Nghe thấy lời của anh ta, Lê Văn Vân khẽ nhún vai nói, "Được thôi, thì tôi đang cười nhạo anh." Anh quách chấn bị câu này của Lê Văn Vân càng chọc tức hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, sau đó nhìn xung quanh một lượt, cũng không ra tay mà chỉ cắn răng nghiến lợi nói, "Được lắm, Lê Văn Vân đúng không?" Lê Văn Vân tập đoàn trí đạt đúng không? Tôi nhớ kỹ anh rồi, ngày mai ông đây sẽ cho mày thất nghiệp. Vậy, Lê Văn Vân lại nhún vai nói, anh cứ tùy ý. Vương Ý cười trên nỗi đau của người khác, nói với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, cậu xong đời rồi. Quách chấn chừng mắt nhìn Vương Ý một cái, giống như cảm thấy hơi mất mặt, lạnh giọng quát một tiếng, chúng ta đi. Trường 404 cũng xem như là có quen biết. Trần Thiên nhìn Lê Văn Vân, tự nói một mình, làm bộ làm tịch. Vào lúc này những món ăn mà bọn họ gọi đều đã lần lượt được bưng lên, Lê Văn Vân bày bộ dạng chẳng để chuyện kia vào đâu khiến cho hai người Lâm Nhã và Phó Linh cũng thả lỏng hơn. Phó Linh là một cô gái cực kỳ sôi nổi, dưới sự khuấy động không khí của cô, bầu không khí lại trở nên dễ chịu. Còn Trần Thiên cũng khôi phục bộ dạng kiệm lời lúc trước, tự ăn phần mình, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu, đều là mấy câu kiểu dở dở ương ương, âm dương quái khí cái người này rõ ràng là một lão âm dương, rồi. Chẳng qua là vì không muốn để Lâm Nhã khó xử, anh ta cũng không nói thẳng ra, Lê Văn Vân cũng không nói gì. Cùng lúc đó, Yến Kinh, số 69 đường Hoa Tây. Đường Hoa Tây là thiên đường của người giàu, đây là khu biệt thự. Hơn nữa là khu toàn biệt thự đơn lập, mỗi một biệt thự đều có diện tích tương đối lớn, là khu hào môn chân chính. Ở cái nơi tắc đất tắc vàng như Yến Linh, biệt thự ở đây mỗi căn chắc hẳn phải mấy chục tỷ mới có thể mua được. Lúc này, bên trong căn biệt thự số 69 đường Hoa Tây, trong phòng ăn, bên bàn ăn dài lớn có bốn người đang ngồi. Vương Giai Kỳ và Lâm Bình ngồi ở phía trên, ngoài ra còn có một đôi vợ chồng trung niên. Đó chính là bố mẹ của Vương Giai Kỳ Vương Húc và mẹ cô Tôn Diễm. Vương Giai Kỳ vừa ăn, vừa hỏi, sao anh con lại không về thế ạ? À? Vương Húc nhìn cô rồi nói, không cần để ý anh con, nó ở ngoài cũng quen rồi sau đó hai vợ chồng ông nhìn nhau một cái vương húc đặt đũa trên tay xuống hỏi cô giai kỳ bố hỏi con chuyện này bố bố cứ nói đi ạ à. vương giai kỳ liền trả lời lê văn vân và con có quan hệ gì vậy vương húc hỏi lúc vương giai kỳ nghe thấy ba chữ lê văn vân trong ánh mắt bóng dưng loáng lên một tia sáng tia sáng này nhanh chóng bị hai vợ chồng vương húc bắt được tuy nhiên hai người họ không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn vương giai kỳ vương giai kỳ cười đáp lê văn vân vốn là bạn của trần hy mà trần hy chắc bố mẹ cũng biết rồi ạ à. cậu ấy là bạn thân của con lúc trước đã từng đến nhà mình chơi rồi sau đó cứ thế quen thôi ạ à. dù sao đó cũng là một người cực kỳ thú vị chỉ không ngờ anh ấy đến yến kinh làm việc rồi nghe thấy vương giai kỳ trả lời trong giọng nói còn có một cảm giác vui vẻ khiến cho sắc mặt hai vợ chồng vương húc đều hơi thay đổi chương 405, bây giờ vẫn còn sớm mà. Vương Giai Kỳ ngẩn người, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bình, sau đó lại nhìn về phía bố mẹ mình rồi nói, bố mẹ, hình như hai người đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Con, Vương Húc hỏi, đầu tiên là chưa nói đến việc con có bất kỳ suy nghĩ nào về Lê Văn Vân hay không đã. Vương Giai Kỳ nói, ngay cả khi con thích Lê Văn Vân thì nói không chừng người ta còn chẳng thèm để ý đến con nữa là mọi người đã suy nghĩ quá nhiều rồi khi vương giai kỳ nói như vậy thì cả vương húc và tôn diễm đều lộ ra vẻ mặt không tin tôn diễm nói trên đời này vẫn còn có người mà nhà họ vương của chúng ta không xứng đáng với tới sao con gái của tôi xinh đẹp như vậy lại là con gái nhà danh giá thì ai cũng đều xứng cả bố mẹ à hai người chỉ luôn đứng ở trên cao mà nhìn xuống thôi nên chẳng hiểu gì ngay cả những người nghèo nhất cũng không thích con thì cái đó không gọi là không xứng mà là có tiền cũng không thể mua được tình yêu. Vương Giai Kỳ nói. Vương hút khoát tay nói. Được rồi, được rồi. Con đừng có mà lý sự với bố mẹ nữa. Tốt nhất là con đừng có suy nghĩ đó ở trong đầu. Con cũng biết rõ rồi đó. Sớm muộn gì thì con cũng sẽ gả cho nhà họ lý mà thôi. Vương Giai Kỳ nghe vậy thì vẻ mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cô ta đặt đũa xuống bàn nói con không ăn nữa sau khi lê văn vân và lâm nhã dùng bữa xong thì bước ra khỏi nhà ăn những tên côn đồ kia vẫn còn ở trong nhà hàng sau khi nhìn thấy đám người lê văn vân ăn xong họ vội vàng chạy ra ngoài tính tiền hay là chúng ta đi xem phim đi lâm nhã nói bây giờ vẫn còn sớm mà lê văn vân quay đầu liếc nhìn đám côn đồ trong nhà hàng sau đó khẽ cười nói sợ là không được rồi tôi còn có việc phải làm tôi phải về nhà trước mới được trong mắt lâm nhã hiện lên vẻ thất vọng sau đó cô ta gật đầu nói được thôi vậy anh đi đường nhớ cẩn thận nha lê văn vân gật đầu cười với lâm nhã ngày mai gặp lại lâm nhã gật gật đầu chia tay lâm nhã lê văn vân không bắt taxi mà anh bắt đầu đi dọc theo con đường về phía xa xa nơi này là khu vực trung tâm thành phố chẳng mấy chốc anh cảm thấy phía sau có vài người đang theo dõi mình trong vô thức anh bước đến một vị trí tương đối hẻo lánh lúc này anh mới dừng lại anh phát hiện phía trước cũng có mấy người đã đi tới để chặn đường anh lại. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của mình nói, a thật là thú vị. Chỗ anh đang đứng là trong một con hẻm nhỏ và ở hai đầu đã bị chặn lại. Anh dừng lại và nhìn về phía sau. Audio điện tử võ tấn bền. chương 406, anh là người nhà họ quách sao. Lê Văn Vân cũng nhìn sang, liền thấy ở nơi đó có một người trong đám người đi ra, chính là Quách chấn. Tôi muốn người này, Quách Trấn nói một cách bình tĩnh khi nhìn tên đầu chọc và những người khác. Lê Văn Vân thì lại cảm thấy rất vui. Một người mà lại nhận được sự yêu ái tình cảm đặc biệt của cả hai nhóm người. Tên đầu chọc khẽ cười gần rồi nhìn về phía Quách Trấn nói, người anh em à, chúng tôi là người của ông chủ Kim đó. Anh muốn cướp người thì hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Người của ông chủ Kim sao? Quách Trấn bĩu môi nói, trở về nói cho ông ta biết người đã bị Quách Trấn bắt đi rồi chắc chắn ông ta sẽ nể mặt tôi hai phần. Anh là người nhà họ quách sao? Sắc mặt của tên hói đầu hơi thay đổi. Quách chấn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đúng vậy. Tên chọc đầu thay đổi sắc mặt, sau đó anh ta nhìn Lê Văn Vân cười nói, chật chật, nhóc con à. Không ngờ anh lại ở Yến Kinh này dám khiêu khích người của nhà họ Vương và nhà họ Quách. Anh cũng gan lắm đó. Nói xong, anh ta nói với Quách Trấn, cậu Quách, Mục đích của chúng tôi chỉ là muốn dạy dỗ tên nhóc con này mà thôi. Hay là anh để chúng tôi dạy dỗ anh ta một trận trước rồi anh hãy xử lý sau được không ạ? E hèm, lúc này, Lê Văn Vân hắng giọng rồi nói, chuyện gì vậy nè? Mấy người tranh nhau đến cướp người mà tại sao không thử nghĩ xem liệu tôi có đồng ý đi cùng với mấy người hay không đây? Quách chấn nhìn Lê Văn Vân nói, anh còn có sự lựa chọn nào khác sao? Vừa rồi anh dám cười nhạo tôi? Vậy thì tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc chế nhạo tôi là như thế nào." Nói xong, anh ta nhìn về phía tên đầu chọc nói, "Mấy người ra tay trước đi. Nhớ nhẹ tay một chút là được, vừa hay tối nay tôi cũng không có gì làm nên có thể cùng với mấy người." Lúc anh ta đang nói chuyện thì đột nhiên thấy Lê Văn Vân chuyển động, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lê Văn Vân bước tới và đứng ngay trước mặt anh ta. "Hả?" Quách chấn tim đập dữ dội nhìn thấy Lê Văn Vân trước mặt anh ta đang cười một cách mỉm mai. Bích! Ngay sau đó, Lê Văn Vân đã đấm thẳng vào mặt tên đầu chọc bên cạnh. Tên đầu chọc hét lên một tiếng thảm thiết, anh ta cảm thấy sống mũi như sắp bị gãy. Đầu tiên quách chấn sừng sốt, sau đó anh ta tức giận nói, anh dám ra tay trước ư. Đánh cho tôi. Những tiếng la hét không ngừng vang lên trong ngõ, mỗi khi một tiếng hét vang lên là trên trán quách chấn lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Chương 407, có chuyện gì sao? Quách Trấn nhìn thấy Lê Văn Vân còn chưa có ra tay với anh ta nên anh ta cho rằng Lê Văn Vân vẫn là kiêng nể thân phận của anh ta nên nghiến răng nghiến lợi nói, "Được rồi, Lê Văn Vân, tôi thừa nhận lần này tôi thua, chúng ta cứ chờ xem." Anh ta nói xong liền xoay người định bỏ đi. Lê Văn Vân lạnh lùng nói, "Tôi cho anh đi rồi sao?" Quách Trấn bắt đầu run lên, anh ta quay đầu lại hỏi, "Anh chấm ANS muốn làm gì?" Tôi là người nhà họ quách, anh muốn làm gì tôi thì phải nghĩ đến hậu quả. Đó, tôi chỉ là đang nói đạo lý với anh mà thôi. Lê Văn Vân nói, nói ra thì, cứ coi như anh chủ động chiêu chọc tôi đi. Vậy anh nói xem tôi có nên để anh bị đa chấn thương không đây? Như vậy thì mới đúng với việc anh chủ động chiêu chọc tôi chứ hả? Anh, anh thử đụng đến tôi xem. Quách chấn lui về phía sau hai bước rồi nói, đây chính là Yến Kinh đó. Ồ! Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, vậy thử xem sao. Bốp, bốp bốp, trong chớp mắt anh vung tay lên tát vài cái, quách chấn nhất thời không kịp phản ứng, chờ anh ta phản ứng được thì đã cảm thấy một cơn đau rát trên mặt. Đau đến mức gần như khóc không ra nước mắt. Anh vậy mà lại dám đánh tôi sao? Quách chấn tức giận hét lên. Là anh nói tôi thử xem mà. Lê Văn Vân nói xong liền nắm đầu quách chấn ném vào bức tường trong con hẻm. Bích, toàn thân quách chấn đập vào bức tường, hai mắt anh ta tối sầm lại rồi nằm phịch xuống mặt đất. Những người xung quanh đang than khóc, lúc này đã ngậm chặt miệng và thậm chí họ còn không dám nói gì nữa. Cái này, anh ta chính là người nhà họ quách đó. Cái tên trước mặt này lại đánh anh ta không hề kiêng nể gì, quả thật là quá độc ác rồi. Trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn hơi mờ ảo, một đám hơn chục người nằm la liệt trên mặt đất trong ánh mắt của họ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi đối với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt một cú đấm vừa rồi đúng là một cú đấm cú đấm đó vừa đụng vào họ thì họ cảm thấy như thể xương của họ sắp nứt ra và họ đau đớn vô cùng tội nhất vẫn là quách trần lúc này anh ta đang nằm trên mặt đất khuôn mặt đầy máu và toàn thân đã hôn mê bất tỉnh lê văn vân sờ sờ mũi liếc nhìn cái tên đầu chọc lóc bên cạnh rồi lạnh lùng nói, trở về nói với Lâm Bình rằng đây là cơ hội duy nhất mà tôi cho ông ta. Cơ hội này là vì nể mặt của Vương Giai Kỳ, nếu còn có lần sau thì đừng hòng chạy thoát. Nói xong Lê Văn Vân không thèm nhìn đến đám người đang nằm trên mặt đất nữa. Anh không hề ra tay tàn nhẫn, nhiều nhất là sau một hai ngày nghỉ ngơi thì họ cũng có thể hoàn toàn bình phục. Về phần quách chấn thì đương nhiên anh ta phải nằm viện một thời gian rồi. Sau khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, anh nhún vai gọi một chiếc taxi. Sau khi trở về nhà, Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy Lê Văn Vân đã về thì nhíu mày nói, anh lại ra tay với người nào rồi à? Lê Văn Vân cười nói, có mấy con cá quèn muốn đánh tôi nên bị tôi đánh lai. trăm Chương 408 xuống tay có tàn nhẫn không? Vâng, đúng vậy, người trong thế giới ngầm hoạt động trong thành phố không phải là số ít. Phần lớn họ đều ở ẩn trong thành phố, có thể là một nhân viên bình thường, hoặc là ông chủ của một công ty, anh ta có thể là bất cứ ai xung quanh bạn, nhưng những người này sinh sống ở thành phố, họ thường không để lộ ra thân phận ngoại trừ trường hợp cần thiết. Một trong những nhiệm vụ của sự tồn tại của người gác đêm là bảo vệ cho sự yên bình của thành phố như bình thường và ngăn chặn những người trong thế giới ngầm trở nên quá khích. Nếu họ bị người gác đêm phát hiện, hầu hết họ sẽ bị bắt và ném vào thành phố của tội lỗi. Những người quá đáng sẽ bị giết chết ngay lập tức. D. Vì vậy mà hầu hết những người có quyền lực cao Chẳng hạn như sự tồn tại của Liễu Vân Sơn hay sự tồn tại của nhà họ Vương, họ đều sẽ tuân theo luật chơi. Họ sẽ không thể hiện quá nhiều khả năng ở thành phố này. Yến Kinh được coi là nơi mà những người trong thế giới ngầm hoạt động nhiều hơn, trước đây Lê Văn Vân đến Yến Kinh để thực hiện nhiệm vụ. Nó cũng là nơi chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất. Người trong thế giới ngầm phần lớn đều là người thấp thỏm trong thành phố, nhưng hiện tại, rất nhiều người đã bị người gác đêm phát hiện. Bây giờ những người trong thế giới ngầm đang hoạt động mạnh hơn trong thành phố. Phạm Nhược Tuyết thở dài và nói, đúng như quân đoàn trưởng đã nói, tôi e rằng một cuộc chiến mới sẽ xảy ra. Chắc là không còn xa nữa. Lần này, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người chết đây. 20. Lê Văn Vân thở dài nói, chuyện này cũng không còn cách nào khác cả. Tôi đã đánh dấu người của Hồng Nguyệt vào bóng tối rồi, nhưng hầu hết những người này sau khi bị lộ đều rất cẩn thận và không sống ở đây mãi mãi hoàng thi kỳ nói bác sĩ phạm lấy cái này từ phó vũ à lê văn vân hỏi lý tiểu u che miệng cười khúc khích nói vốn dĩ chúng tôi nhờ chú phó lấy nhưng khi ông ta biết khi anh và chị kỳ yêu cầu thì ông ta sống chết không chịu đưa ra sau đó hôm nay chúng tôi mới hẹn ông ta ra ngoài sau đó ông ta bị chị kỳ đánh cho một trận lê văn vân chết lặng vốn dĩ hoàng thị kỳ không muốn để lộ thân phận người gác đêm của chính cô ta nhưng sau khi Trác Nhất Minh xuất hiện thì không cần nhiều nữa. Cả Trác Nhất Minh và Vương Hồng đều không có ý để cô ta quay trở lại mà họ cũng không giao cho cô ta bất kỳ nhiệm vụ nào, đó là một sự hiểu biết ngầm về tình trạng hiện tại của cô ta. Xuống tay có tàn nhẫn không? Lê Văn Vân hỏi. chương 409, người đã bị quách Trấn bắt đi rồi sao? Trong lúc ông ta đang trò chuyện thì ở cửa, một người đàn ông chạy nhào vào. Cái đầu hói của anh ta sáng rực dưới ánh đèn, ông chủ kim ông chủ kim tên đầu chọc vừa hét lên vừa chạy vào cậu làm cái gì vậy ông chủ kim cau mày nói hàng xóm bên cạnh tôi đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu của yến kinh mẹ nó cậu hở chút là gào thét lên như thế à nói cho đàng hoàng vào cho tôi xem nào tên đầu chọc thở một hơi rồi anh ta ôm ngực nói ông ông chủ kim chúng tôi đã gặp cậu quách trấn của nhà họ quách và anh ta cũng đang tìm lê văn vân để tính sổ chúng ta đã xảy tay rồi ạ à hả ông chủ kim khoát tay nói người đã bị quách trấn bắt đi rồi sao sau đó ông ta lại nói chuyện này cũng không quan trọng miễn là tên nhóc này bị dạy dỗ một trận là được không không phải tên đầu chọc lại ôm ngực nói chúng ta chúng ta và quách trấn có mười mấy người tất cả đều bị một mình lê văn vân đánh gục hết hạ cái gì vẻ mặt của ông chủ kim đột ngột thay đổi ông ta đứng phát lên khỏi chỗ ngồi và nói ý của cậu là tất cả các cậu đều bị một mình Lê Văn Vân đánh gục rồi sao? Đâu chỉ có vậy, thằng nhóc đó thật nhẫn tâm, quách chấn bị anh ta tát mười mấy cái, bị đưa đi bệnh viện rồi. Tên đầu chọc co do rụt cổ nói, anh ta còn yêu cầu chúng tôi nói lại với Lâm Bình rằng đây là anh ta cho Lâm Bình cơ hội duy nhất. Mấy cậu đã để lộ thân phận ra ngoài rồi sao? Ông chủ Kim trợn trừng mắt và nói, các cậu muốn chết đúng không? Các cậu không biết Lâm Bình là ai sao? thực sự chuyện này không phải là do chúng tôi đã tiết lộ. Tên đầu chọc nói, chỉ là, chúng tôi không biết sao Lê Văn Vân lại đoán ra. Sắc mặt của ông chủ Kim trở nên vô cùng khó coi. Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lâm Bình rồi bắt đầu gọi. chương 410, cậu ta có ý cảnh cáo tôi sao? Bọn họ cảm thấy những người như vậy qua lại với Vương Giai Kỳ mới có thể đủ khiến tầm nhìn của Vương Giai Kỳ cao hơn bao gồm cả phương diện hôn nhân sau này, tuy rằng hiện tại Vương Giai Kỳ vẫn còn đang đi học, nhưng mà con đường tương lai của cô ta, tất cả mọi thứ đều đã được nhà họ Vương lo liệu tính toán sẵn, bao gồm cả chồng tương lai của cô ta. Chính là Tôn Hạo đến từ nhà họ Tôn. Trong số thế hệ trẻ ở Yến Kinh, Tôn Hạo cũng coi như là một người giỏi giang xuất sắc. Hiện tại anh ta 28 tuổi, là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tôn, hiện giờ đang hô mưa gọi gió trong ngành công nghiệp của nhà họ Tôn trong tương lai tiền đồ của anh ta còn tươi sáng hơn nữa. Vợ chồng Vương Húc cũng rất coi trọng anh ta, ngay cả Lâm Bình cũng vậy. Cho nên trong mắt của Lâm Bình, Vương Giai Kỳ và những người đàn ông khác không nên qua lại với nhau quá mức thân thiết. Đương nhiên từ đầu đến cuối, bọn họ cũng đều xem nhẹ suy nghĩ của bản thân Vương Giai Kỳ. Ví dụ như Vương Giai Kỳ hướng về người gác đêm, nhưng bọn họ hoàn toàn không quan tâm, cũng không có khả năng để Vương Giai Kỳ và người gác đêm ở bên nhau. Giai kỳ à, sau này cháu sẽ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ đã vất vả thế nào. Bố mẹ làm tất cả điều này đều là vì muốn tốt cho cháu thôi. Lâm Bình thở dài một hơi nói. Đúng vậy, đến giờ ăn cơm tối, Vương Giai Kỳ vẫn còn đang tức giận. Cô ta trở về phòng và trốn cho đến bây giờ, không hề đi ra ngoài. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta nhận cuộc gọi, qua một lúc lâu sau ông ta nhíu mày thật sâu. Hừ, cậu ta nói như vậy thật sao? Trên mặt Lâm Bình lộ ra một tia khinh thường nói, cậu ta có ý cảnh cáo tôi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 411 tóm lại ông cũng nên chú ý chừng mực. Có lẽ là luyện qua một chút mà thôi. Lâm Bình nói cậu ta ở trong tù 9 năm, hơn nữa sức lực trời sinh cũng rất lớn, phỏng chừng đã học được những người khác ở trong tù. Bây giờ cậu ta ra ngoài rồi, muốn dựa vào một chút võ lực đó mà có ý định với giai kỳ, không chừng còn muốn bám vào cây đại thụ nhà họ Vương. Nói ra cũng không hay lắm. Nói tới đây, Lâm Bình cười lạnh một tiếng, đáp để Lê Văn Vân cậu ta làm con rể nhà họ Vương, cậu ta còn không có tư cách đó. Vậy kế hoạch của ông là, Vương húc nhíu mày nói, lỡ như cậu ta thực sự đã từng là người gác đêm số không kia thì sao đây? Số không kia đã biến mất được 3 năm rồi, lúc trước Hồng Nguyệt, bóng tối cầm đầu, có vài tổ chức ngầm với hàng trăm cao thủ đã vây giết cậu ta, tôi nghi ngờ rằng số không đã chết rồi. Nếu như cậu ta vẫn còn sống, tôi đoán cũng sẽ bị phế đi thôi. Lại lùi lại một vạn bước, nếu cậu ta thật sự còn sống, người gác đêm cất giấu vũ khí bí mật 3 năm, thậm chí có thể là sát thủ lớn nhất của bọn họ, bọn họ sẽ phải người này đến Yến Kinh bảo vệ giai kỳ được sao? Lâm Bình bình tĩnh nói. Nói như vậy cũng có lý, Vương Húc vuốt cằm. Tôi sẽ đi thử thằng nhóc này, Lâm Bình cười lạnh nói, tôi đã cảnh cáo cậu ta hai lần, Cậu ta chẳng những không cảm kích, vậy mà còn dám uy hiếp ngược lại tôi. Tưởng rằng luyện qua một chút, bản thân đã không coi trời đất ra gì rồi. Tóm lại ông cũng nên chú ý chừng mực, Vương húc nhíu mày nói. Lê Văn Vân đương nhiên không biết, lời cảnh báo của anh với Lâm Bình không những không khiến Lâm Bình dừng tay, mà ngược lại còn khơi dậy sự tức giận của Lâm Bình. Đúng vậy, Lâm Bình rất kiêu ngạo, ông ta là đỉnh cấp. Đỉnh cấp, đưa mắt nhìn khắp thế giới này, ai cũng có thể coi là cao thủ người trên siêu cấp lại rất ít khi hoạt động trong thành phố nói theo cách khác lâm bình ông ta gần như hoành hành ở nơi đây buổi tối anh đã sắp xếp tất cả thông tin trên tờ giấy đó đương nhiên chủ yếu chính là họ tên ảnh chụp cùng với thực lực sơ lược sửa soạn xong xuôi cũng đã khá muộn rồi anh không đi ra ngoài tìm người nữa suy cho cùng chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ phải làm chính là chịu trách nhiệm cho sự an toàn của vương giai kỳ Đồng thời, Lê Văn Vân cũng đang có một ý định, đó chính là cốt đầu trong tay nhà họ Vương. Đối với chuyện của cục xương, chắc nhất mình chắc chắn có biết một chút. Nhà họ Vương bị Hồng Nguyệt và bóng tối theo dõi, rõ ràng trong tay chắc chắn có loại xương thần kỳ này. Sau khi nếm thử vị ngọt một lần, Lê Văn Vân cũng cảm thấy nếu như có cơ hội, mình có thể tìm kiếm một chút xương như vậy mới được. Chương 412 tôi cảm thấy cũng ổn mà. Lê Văn Vân xé tờ giấy xuống đặt lên bàn biểu thị mình đã đọc được rồi, sau đó anh ra ngoài đi đến công ty. Quẹt thẻ, anh chạy tới tổ tiêu thụ số 2. Lâm Nhã đang ôm tài liệu đứng chờ anh ở bên kia, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta mỉm cười nói anh lại đi muộn rồi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, cô chờ một lát trước đã, tôi đi tìm Tổng Giám Đốc Bành có chút chuyện. Được, không vội, Lâm Nhã nói. Lê Văn Vân đi tới văn phòng của Bành Hàn Đông, gõ gõ cửa rồi đi vào trong nhìn thấy lê văn vân đi vào bành hàn đông vội vàng đứng dậy hỏi có chuyện gì sao ông có biết hôm nay có bữa tiệc gì đó của tầng lớp con nhà giàu có ở yến kinh không lê văn vân hỏi cái này tôi biết bành hàn đông vội vàng gật đầu nói chuyện này là tổng giám đốc quách của tập đoàn phong vận phụ trách toàn bộ hình như là muốn lót đường cho đứa con trai quách vĩ thịnh của ông ta lót đường lê văn vân kinh ngạc hỏi anh rất quen thuộc với tập đoàn phong vân nhà họ quách anh cũng đã từng đối phó vài lân không phải chỉ là quách trấn lúc trước hoàng gia gia cũng có nhắc tới cái người quách vĩ thịnh này hơn nữa còn bao gồm cả một vài lãnh đạo cao cấp của nhà họ quách lúc trước cứu hoàng tông thực kia một lần anh cũng cứu hai người nhà họ quách hơn nữa ngay từ đầu anh còn gia nhập tập đoàn phong vân đầu tiên chẳng qua chỉ có hai người nhà họ quách biết lê văn vân anh mà thôi một người là ông chủ nhà họ quách quách khải thụy người kia là một bé gái tên là Quách Tiểu Manh. Ừ, lót đường, Bành Hàn Đông cười khổ một tiếng nói, chắc cậu không biết rồi, Quách Vĩ Thịnh này ở Yến Kinh nổi tiếng ăn chơi chắc táng, hiện giờ tuổi cũng đã lớn, bố anh ta muốn để cho anh ta kết giao với một vài người khác, muốn anh ta lập được vài thành tích gì đó. Có lẽ là muốn đào tạo anh ta thành người thừa kế, cũng có thể là để mấy người khác của nhà họ Quách gây áp lực lớn cho anh ta. Đúng rồi, bố của Quách Vĩ Thịnh chính là chủ tịch tập đoàn Phong Vân, Quách Khải Thụy, Bành Hàn Đông nói. Cậu hỏi những cái này để làm gì? Bành Hàn Đông lại hỏi một lần nữa. Tôi cần một tấm vé vào cửa. Lê Văn Vân nói, nếu như là Quách Khải Thụy, vậy thì ngược lại chuyện này dễ làm hơn rất nhiều rồi. Đợi lát nữa ông liên lạc với ông ta, cứ nói tên của tôi là được, bảo ông ta mang một bức thiệp mời đến cho ông. Sau đó ông bảo người cử tôi đến phòng làm việc bên kia của Vương Giai Kỳ là được, và tôi sẽ thay mặt trí đạt tới đó. Được, Bành Hàn Đông gật đầu nói. Sau khi nói xong, Lê Văn Vân rời khỏi văn phòng của ông ta, tìm thấy Lâm Nhã, cả hai người lái xe đến phòng làm việc của Vương Giai Kỳ. Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến phòng làm việc của Vương Giai Kỳ. Sau khi đi vào bên trong, Lê Văn Vân phát hiện ra Lâm Bình vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Ông ta cũng nhìn thấy Lê Văn Vân, đôi mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó liền đứng lên đi tới trước mặt lê văn vân và lâm nhã lê văn vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta có việc gì sao lâm bình nhìn thoáng qua lâm nhã sau đó bình tĩnh nói cô và người công ty đi làm việc đi tôi và lê văn vân nói chuyện riêng một lát lâm nhã nhìn lê văn vân đầy vẻ kỳ quái lê văn vân mỉm cười với cô ta nói cô đi làm việc lúc này lâm nhã mới gật đầu đi về phía văn phòng vương giai kỳ đợi đến khi mọi người đi ra hết lâm bình mới nhìn lê văn vân lạnh nhạt hỏi bao nhiêu tuổi rồi luyện võ bao nhiêu năm cấp bậc gì trong giọng điệu của ông ta mang theo một sự chất vấn giống như đang thẩm vấn tội phạm lê văn vân vui vẻ anh cười hì hì nhìn thoáng qua lâm bình nói tại sao tôi phải nói cho ông biết lông mày lâm bình hơi giật giật vừa định nổi cáu nhưng mà ông ta nhìn xung quanh mọi nơi khẽ cau mày nói cậu đi qua đây cho tôi lê văn vân cũng không từ chối anh đi theo bên cạnh lâm bình cùng ông ta bước ra khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc này chỉ có một tầng, không gian tầng khá rộng. Sau khi đi ra bên ngoài, Lâm Bình nhìn Lê Văn Vân nói, cậu nhóc, đừng nghĩ rằng luyện tập qua vài năm cậu có thể ở trước mặt tôi múa rìu qua mắt thợ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, mùa sao, tôi cảm thấy cũng ổn mà. Tôi nhớ là cậu đã cảnh báo tôi ngày hôm qua đúng không? Lâm Bình hỏi, ừ, ông có thể hiểu như vậy cũng được. Lê Văn Vân gật đầu nói, sao nào, đám con nhà giàu quyền thế các người đều thích ăn chơi tôi có thể đánh ông nhưng mà ông không thể đánh trả lại tôi không những không thể đánh trả còn không cho phép được nói câu nào có phải thể không lâm bình cười lạnh một tiếng nói chỉ là muốn cho cậu nhận ra chính mình để cho cậu hiểu rõ rốt cuộc khoảng cách giữa cậu và giai kỳ có lớn tới mới nào đồng thời để cho cậu rời xa con bé mà thôi thậm chí loại người như cậu còn không xứng đứng chung với giai kỳ lê văn vân vui sướng cười hì hì nhìn lâm bình nói vậy xem ra hình như tôi thật sự không nhìn rõ bản thân mình rồi. Chỉ bằng ông giúp tôi nhận ra một chút đi, mặt khác tôi muốn hỏi một câu, chuyện này là ý định của bản thân ông hay là ý định của nhà họ Vương? Cách làm của Lâm Bình khiến cho Lê Văn Vân tương đối phản cảm. Động một chút lại nói đến chuyện xứng hay không xứng, thực sự khiến cho anh cảm thấy có chút ghê tởm. Thật sự nói thẳng ra, ai không xứng với ai còn chưa nói trước được đầu, Lê Văn Vân có được sự hậu thuẫn của người gác đêm, được mệnh danh là vũ khí mạnh nhất của người gác đêm, không xứng để đứng cùng người của nhà họ Vương kia sao? Nếu thật sự muốn lộ ra thân phận, người nhà họ Vương cũng phải nhường vài phần trước mặt anh. Hình như cậu rất tự tin về bản thân mình. Lần này giọng điệu của Lâm Bình hoàn toàn lạnh như băng, nói, nhớ cho kỹ, đây là chủ ý của tôi, cũng là chủ ý của nhà họ Vương. chương 413, Đồ Ngu xuẩn, Trốn con mẹ nó, Đúng vào lúc này, ánh mắt Lê Văn Vân bắn ra tia lạnh lẽo, một luồng khí thế khủng bố trên người anh đột nhiên bốc lên. Anh nói, nếu không phải phía sau có nhiều người như vậy, nếu như không phải nể tình vương giai kỳ, ông đây đã dùng một cú đấm chết ông từ lâu rồi. Một kẻ đỉnh cấp như ông cũng dám diễu võ trước mặt tôi sao? Lâm Bình nhìn khí thế trên người Lê Văn Vân, cả người ông ta không nhịn được lùi lại phía sau một chút. Lúc này, những nhân viên bình thường gần như là cùng một lúc, trong lòng bọn họ đều xuất hiện một cảm giác sợ hãi nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát lê văn vân đã thu lại tất cả khí thế sau đó cả người anh vẫn như một thanh niên trẻ tuổi bình thường chỉ là ánh mắt nhìn lâm bình mang theo một vẻ chế giễu siêu siêu cấp cả người lâm bình không nhịn được mà nuốt nước bọt lùi lại phía sau hai bước ánh mắt khiếp sợ nhìn lê văn vân chỉ trong nháy mắt sắc mặt lâm bình kinh ngạc biến sắc Siêu cấp có ý nghĩa gì, ông ta đã quá hiểu rõ. Siêu cấp có nghĩa là người đứng đầu trên thế giới, người có thể đạt tới mức siêu cấp trong số ít lại càng ít hơn, hơn nữa đại đa số đều là những người già. Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa tới 30 tuổi vậy mà cậu ta đã bước chân vào hàng ngũ siêu cấp. Cả khuôn mặt của Lâm Bình tràn ngập vẻ mặt khó có thể tin nổi. "Cậu, ông ta nhìn quanh bốn phía sau đó mới cẩn thận hỏi, cậu là người lê văn vân quăng cho ông ta một ánh mắt lạnh lùng lông mày khẽ nhíu lại bình tĩnh nói vốn dĩ đang nghĩ ẩn nấp ở nơi này để bảo vệ nhưng mà ông hết lần này đến lần khác ép buộc tôi phải lộ ra thân phận nếu thân phận của tôi bị hồng nguyệt và những tổ chức khác phát hiện ra đến lúc đó thừa dịp tôi không có ở đây bọn họ ra tay với vương giai kỳ vương giai kỳ rơi vào cảnh nguy hiểm thì ông tự đến mà chịu trách nhiệm à đúng rồi tôi quên mất không nói cho ông lê văn vân nói hồng nguyệt bắt đám con cháu nhà giàu có hầu hết đều sẽ bị đưa đến thành phố bóng tối loại con cháu nhà giàu xinh đẹp bị đưa đến thành phố bóng tối sẽ gặp phải chuyện gì tôi nghĩ hắn là ông đã rất rõ ràng rồi sắc mặt lâm bình liên tục thay đổi kịch liệt vài lần tôi mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng túa ra đồ ngu xuẩn lê văn vân cười lạnh nói còn nữa con người ông đã ngần này tuổi rồi đừng có dùng mắt chó xem thường người khác nói xong những lời này anh không buồn để ý đến lâm bình Lập tức xoay người đi vào trong phòng làm việc. Lâm Bình đứng ngây ngốc tại chỗ, cả người hoàn toàn ngơ ngác, qua hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được. Chương 414, sao mà anh lại biết? Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào trong phòng làm việc, lúc này ông ta bèn ngồi xuống bậc thang run rẩy rút ra một điếu thuốc. Hút một hơi thật dài, ông ta mới chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng ông ta quyết định không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ một ai, bao gồm cả những người đó của nhà họ Vương có Lê Văn Vân ở đây, sự an toàn của Vương Giai Kỳ đương nhiên sẽ có thể được bảo đảm đến mức cao nhất. Còn Lê Văn Vân lại ẩn mình trong bóng tối, không ai biết thân phận thực sự của Lê Văn Vân. Nếu có người nào ra tay với Vương Giai Kỳ thì Lê Văn Vân sẽ là con át chủ bài lớn nhất. Chú Lâm, thêm một điều nữa không? Lúc này có một người trẻ tuổi cũng đi ra từ phòng làm việc, anh ta lấy một điếu trong hộp ra, cười tủm tỉm nói với Lâm Bình. Lâm Bình sửng sốt một chút, sau đó giơ tay nhận lấy hộp thuốc cười hỏi công việc thế nào rồi rất nhiều nhà thiết kế đều tự mang thiết kế của mình qua đây hiện tại đã nói chuyện ổn thỏa với mấy nhà xưởng sau đó tiền vốn của một vài cổ đông cũng đã sẵn sàng rồi rất nhanh sẽ vào chuỗi sản xuất thôi người trẻ tuổi nói hơn nữa những nhà thiết kế này đều là những nhà thiết kế tương đối giỏi ở trong nước chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ thương hiệu rất nhanh sẽ có chỗ đứng vững trong ngành đúng vậy đối với nhà giàu có quyền thế như nhà họ vương mà nói xây dựng một thương hiệu không cần quá đơn giản bọn họ có tiền tài có nhân lực rất nhanh sẽ có thể đứng vững kế tiếp đó là xem xét doanh số tiêu thụ cuối cùng lâm bình gật gật đầu nói chuyện cùng người trẻ tuổi một lát ông ta đã bình tĩnh lại nội tâm của mình đồng thời cũng rời sự chú ý của bản thân sang chuyện khác sau khi lê văn vân đi vào trong phòng làm việc lần này anh nói chuyện vài câu với vương giai kỳ rồi chủ động cùng lâm nhã bước vào công việc hầu hết đều là thảo luận với phòng làm việc của vương giai kỳ càng nhiều hơn là việc liên lạc anh đã giao việc đó cho lâm nhã đi làm gần đây lâm nhã đã thể hiện rất tốt lê văn vân cũng có ý định cân nhắc đến cô ta dù sao thì gặp nhau cũng là duyên phận đương nhiên phần lớn thời gian của bọn họ cũng là nhàn rỗi dù sao cũng không thể nào cứ liên lạc mãi được Đến buổi chiều có người gọi điện thoại cho Lê Văn Vân nói rằng có một thư mời đã được gửi đến cho anh. Lê Văn Vân cầm bức thư mời đi vào trong phòng làm việc của Vương Giai Kỳ, cười hỏi, đúng rồi, buổi tối cô có tham gia một bữa tiệc của đám con nhà giàu gì đó đúng không? Ừ, Vương Giai Kỳ gật đầu nói, sao mà anh lại biết? Tôi cũng phải đi, đại diện cho tập đoàn trí đạt bên tôi. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Vương Giai Kỳ sướng sờ rõ ràng là cô không ngờ vậy mà tập đoàn Chí Đạt lại có thư mời tham dự. Bữa tiệc này là do nhà họ Quách tổ chức, lót đường sau này cho Quách Vĩ Thịnh, lần đầu tiên đưa Quách Vĩ Thịnh lên gặp gỡ trước mặt mọi người. chương 415, chúng ta cũng đi qua đó đi. Nhưng mà trong những dịp như thế này, mọi người phần lớn đều mặc vest, lễ phục các loại gì đó. Nếu như mọi người đều mặc như mà Lê Văn Vân lại không mặc vậy thì sẽ quá trói mắt vương giai kỳ lắc đầu nói không cần mặc đầu một buổi tiệc tùy ý mà thôi chú quách nói rồi bữa tiệc là để cho mọi người có thể quen biết kết bạn với nhau kỳ thực chúng tôi đều biết chú ấy muốn đẩy đứa con trai quách vĩ thịnh của mình lên sân khấu thôi cô và quách vĩ thịnh rất quen thân nhau sao lê văn vân kinh ngạc hỏi ừ vương giai kỳ gật đầu nói anh ấy có quan hệ tốt với anh trai tôi sau đó bình thường cũng đối xử với tôi rất tốt có điều thanh danh của vài người bọn họ thật sự rất tồi tệ. Lê Văn Vân cứng họng, rõ ràng là bốn cậu chủ Yến Kinh của Hoàng gia gia vốn được anh ta tự nhận là rất hay, nhưng ở trong mắt hầu hết mọi người quả nhiên đều cảm thấy không hay như thế. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu anh trai của tôi cho anh làm quen. Vương Giai Kỳ nói, chắc là anh ấy cũng sẽ đến đó. Lê Văn Vân cười cười nói, được thôi. 6 giờ chiều, Lâm Bình lái xe đưa bọn họ đến khách sạn Minh Châu, khách sạn lớn nhất ở Yến Kinh. Trên thực tế, là những nhà giàu có đỉnh cấp của Yến Kinh, mỗi người bọn họ đều có ngành công nghiệp chủ yếu của riêng mình, ngoài chuyện đó ra thì lợi ích chung của bọn họ cũng khá khổng lồ. Khách sạn Minh Châu này một khách sạn do một số nhà đại gia cùng nhau nắm giữ cổ phần, bữa tiệc sẽ được tổ chức trên tầng 19 của khách sạn. Sau khi đậu xe, ba người đi thang máy lên tầng 19. Sau khi lên đến tầng 19, bọn họ nhanh chóng đi về phía phòng tổ chức bữa tiệc. Ở cửa phòng tổ chức tiệc có hai người đang đứng, cũng có rất nhiều người đang đi về vào bên trong phòng. Chúng ta cũng đi qua đó đi, Vương Giai Kỳ cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 416 tôi đi tìm các anh em để chơi đây. Vương Giai Kỳ vội vàng nói, vị này chính là người thay mặt cho tập đoàn trí đạt, Lê Văn Vân. Lúc trước em học ở Lâm Hải đã quen biết người bạn này lê văn vân hơi mỉm cười chủ động vươn tay nói xin chào tôi là lê văn vân tôn hạo nhìn cánh tay lê văn vân vươn ra khóe miệng anh ta nhẹ nhàng nhếch lên cũng không đưa tay ra bắt tay với lê văn vân tôn lượng bên cạnh khẽ cao mày một chút chủ động giơ tay ra bắt tay một cái nói xin chào tôi là tôn lượng đây là anh họ tôi tôn hạo tôn hạo không nhìn lê văn vân chỉ bình tĩnh nói không ngờ rằng thế mà tập đoàn trí đạt cũng có được thư mời tới đây chẳng biết chú Quách nghĩ thế nào nữa. Giai kỳ chúng ta cùng nhau đi vào trong đi. Lê Văn Vân rút tay về, sờ sờ cánh mũi. Lúc này Tôn Lượng lắc lắc cái đầu xanh của anh ta, nói, mấy người nói chuyện đi, tôi đi tìm các anh em để chơi đây. Chỉ e là anh lại muốn đi dụ dỗ con gái nhà đại gia nào ý chứ. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói. Chật, anh mới không có chút hứng thú nào với đám tiểu thư khuê các gì đó đâu nhé. Mẹ nó, thật sự xảy ra chuyện gì còn phải chịu trách nhiệm. Anh thích loại không cần chịu trách nhiệm hơn, Tôn Lượng nói, nếu không phải bố anh cứ một mực dục anh tới đây, thằng cha quách phí thịnh kia cũng cứ đòi anh phải đến, nể tình nên anh đây mới tới thôi nhé. Còn chẳng bằng đi hẹn bọn hoàng gia ra đi câu lạc bộ. Khủ khủ quán ba chơi còn vui hơn. Lê Văn Vân nghe được lời anh ta nói, khóe miệng anh không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Anh chàng này nói chuyện hành sự giống y như hoàng gia gia kia, đều từ một khuôn đúc ra nếu như phải tìm ra một điểm không giống vậy chắc là anh ta đẹp trai hơn hoàng gia gia rất nhiều mà thôi anh đi đây tôn lượng đi tới bên cạnh lê văn vân có vẻ như hai người rất quen thuộc khoác tay lên bả vai lê văn vân nói người anh em anh cũng đi cùng tôi vào trong trước đi thôi lê văn vân có thể cảm giác được hiện giờ anh ta đang dành cho tôn hảo và vương giai kỳ có được không gian riêng của hai người vừa rồi khi tôn hảo nói chuyện với lê văn vân cùng với động tác của anh ta có thể nhìn ra được dường như Tôn Hạo có một chút thù địch với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, đối với một cô gái nhỏ như Vương Giai Kỳ, anh không hề có hứng thú gì cả, cũng không quá mức để tâm. Vì vậy anh bèn đi cùng Tôn Lượng đi về phía cửa lớn. Vương Giai Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân rời đi, khẽ nhíu mày lại. Lúc này Tôn Hạo đi tới bên cạnh cô ta, cười nói, đừng quan tâm tên nhóc Tôn Lượng kia làm gì, tính cậu ta là thế. Chúng ta đi vào trước đã lúc này Vương Giai Kỳ mới gật đầu. Cô ta cũng ngại đi theo Lê Văn Vân nên đã cùng đi bên cạnh Tôn Hạo đi về phía cửa. Đại sảnh rất lớn, ở bên trong đó đã có rất nhiều người tụ tập với nhau. Sau khi Lê Văn Vân đưa thư mời ở cửa, anh liền cùng Tôn Lượng bước vào bên trong. Sau khi đi tới sảnh tiệc, anh ta cười khẽ nói, hầu hết bọn họ ở đây đều là người có uy tín danh dự ở Yến Kinh. Chỉ cần anh vì tiện câu được một người bất kỳ là có thể đạt được sự hợp tác, cũng để cho tập đoàn trí đạt các anh đủ ăn trong mấy năm tới. Cố lên nhé, tôi đi trước đây. chương 417, ăn no bụng trước rồi nói sau. Bốn cậu chủ Yến Kinh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Trong tại Lê Văn Vân thỉnh thoảng lại có tiếng thảo luận vang lên. Anh vừa ăn uống vừa nghe những người này tám chuyện với nhau. Tôn Hạo và Vương Giai Kỳ đứng cùng nhau, anh ta phát hiện hình như Vương Giai Kỳ có chút thất thần, ánh mắt cô ta không ngừng nhìn về phía một góc anh ta ngước lên nhìn theo hướng đó, phát hiện Lê Văn Vân đang ngồi ở góc bên kia. Anh ta cau mày, sau đó lại dùng vẻ mặt tươi cười giao lưu trao đổi với người trước mặt anh. Ta, mấy người cứ nói chuyện trước đi, em đi qua bên kia xem một lát. Lúc này, Vương Giai Kỳ cười nói. Tôn Hạo khẽ nhíu mày, anh ta nhìn thấy Vương Giai Kỳ cầm theo ly rượu đi thẳng đến chỗ Lê Văn Vân bên kia. Lâm Bình cũng không quấy rầy bọn họ, tự mình đi tìm bạn bè nói chuyện cùng nhau vương giai kỳ đi tới bên cạnh lê văn vân sau đó ngồi xuống bên cạnh anh nói sao anh lại chạy một mình đến đây ăn uống rồi anh là người đại diện cho tập đoàn trí đạt qua đây không phải nên đi làm quen thêm một vài người hay sao lê văn vân cứng họng không đáp được bèn cười cười nói ăn no bụng trước rồi nói sau vương giai kỳ cau mày nói hay là tôi giới thiệu cho anh nhé không cần đâu cô cứ làm việc của cô là được rồi lê văn vân nói bây giờ cô qua bên này anh tôn hạo kia sẽ không vui lắm đâu. Nghe thấy lời Lê Văn Vân nói, trên khuôn mặt vương gia kỳ lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, ai, đừng nói nữa, tôi đang phiền lắm đây. Hết cách rồi, nhà tôi và nhà họ tôn đều có một vài sự hợp tác trên mọi mặt. Trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa ở Yến Kinh, tôn hạo này xem như cũng là người tương đối xuất sắc. Sau đó người của hai nhà vẫn luôn tác hợp hai chúng tôi. Bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp, nhưng mà lại không có cách nào ứng phó lại được. Lê Văn Vân nở nụ cười nói, xoáy nước nhà giàu cũng sâu thật đấy. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói, vẫn là đi làm người gác đêm thoải mái hơn. Nói xong, cô ta lặng lẽ nhìn quanh bốn phía vài lần nói, Lê Văn Vân, hay là anh âm thầm đưa tôi đến người gác đêm đi? Không phải bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm sao? Tôi cảm giác ở người gác đêm chắc chắn là an toàn. Dùng chuyện này để lấy cớ. Chương 418 điều này khiến cho không ít người ngạc nhiên mà ở một chỗ khác lê văn vân và vương giai kỳ cùng nhau ngồi chung một chỗ anh nhìn vương giai kỳ nói với cô ta cô cứ đi làm việc trước đi nếu không đợi một lát nữa tôi lại bị cái đám sứ giả hộ hoa kia của cô tới gây phiền phức vương giai kỳ vội vàng nói anh đừng nói linh tinh tôi không hề có một chút liên quan nào đến bọn họ cả lê văn vân mỉm cười trên khuôn mặt cũng mang vẻ tươi vui nói không liên quan thì không liên quan ai bảo cổ xinh đẹp như vậy để cho đám con cháu nhà giàu kia nhớ nhung không thôi chứ. Sau đó bọn họ phát hiện cô hơi thân thiện với tôi một chút đã hận không thể sâu xé ăn thịt tôi rồi. Thế này cũng coi như anh có mắt nhìn vương dai kỳ nghe thấy Lê Văn Vân khen mình, vui tươi hớn hở nói. Vậy được, anh cứ ngồi ở đây trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy người bạn. Để lúc anh đi về công ty cũng có cái mà báo cáo kết quả công việc. Tuy rằng tôi cảm thấy có lẽ anh cũng chẳng cần phải báo cáo công việc gì đó đâu. Lê Văn Vân mỉm cười anh cũng không quá mức quan tâm. Sau khi Vương Giai Kỳ rời đi, Lê Văn Vân tiếp tục ở bên kia vùi đầu trong sự nghiệp ăn uống. nay ăn xong được một lát, Lê Văn Vân đột nhiên cảm giác được có một người đang đi tới gần mình, hơn nữa đối phương còn gọi anh một tiếng. Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tiền Kiệt đang đứng trước mặt mình, lông mày anh hơi nhíu lại. Vừa mới rồi người này còn đứng bên cạnh Tôn Hảo, anh vẫn luôn chú ý về phía Vương Giai Kỳ, đương nhiên cũng thấy được người này có chuyện gì sao lê văn vân hỏi không có gì chỉ là muốn làm quen với anh một chút nói xong tiền kiệt lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho lê văn vân nói chúng ta trao đổi danh thiếp cho nhau đi lê văn vân hơi xấu hổ anh lấy đâu ra danh thiếp gì đó chứ anh ho khan một tiếng nói à thế này tôi quên mang danh thiếp rồi quên mang danh thiếp sao tiền kiệt giả bộ một tiếng nói vậy không biết anh là người của gia đình nào nhỉ giọng điệu của anh ta rõ ràng mang theo một sự khiêu khích. Tôi không phải con nhà giàu gì đó, tôi là người thay mặt cho tập đoàn trí đạt tới tham gia. Lê Văn Vân nói, cái gì cơ, anh chỉ là nhân viên của tập đoàn trí đạt sao? Khi Tiền Kiệt nói những lời này, giọng nói của anh ta rất cao, mang theo một sự kinh ngạc thốt lên, người của tập đoàn Chí đạt cũng có thể đi tới đây được sao? Giọng nói của anh ta cất lên cao, tự nhiên cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý tới chỗ hai người không ít người đều nhìn sang bên này. Sau đó tiền kiệt ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, rất xin lỗi anh, tại vì tôi ngạc nhiên quá nên mới cao giọng như vậy. Chủ yếu là những người tới tham gia bữa tiệc lần này đều là những gia đình đại gia giàu có, không ngờ rằng tập đoàn chí đạt lại phải người tới đây, hơn nữa lại chỉ phải một nhân viên đến. Sau khi anh ta nói xong còn cố ý nói lời xin lỗi. rất nhiều người xung quanh đều nhìn sang bên này khi bọn họ nghe thấy tập đoàn Chí Đạt cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Quả thực, công ty với quy mô nhỏ như tập đoàn Chí Đạt không thể nào với tới một bữa tiệc như thế này được. Hơn nữa điều quan trọng chính là Lê Văn Vân chỉ là một nhân viên của tập đoàn Chí Đạt, hoàn toàn không phải là con trai bành hàn đông gì đó. chương 419 chuyện này cậu làm có hơi quá đáng rồi đấy. Không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ tươi cười rất có hứng thú nhìn về bên này. Đương nhiên Vương Giai Kỳ cũng thấy được một màn này, sắc mặt cô ta hơi biến đổi, muốn ra mặt ngăn cản. Lúc này, Tôn Hạo bỗng nhiên nhích người lại gần cô ta, anh ta ngả người về phía Vương Giai Kỳ, hơi hơi mỉm cười nói, Giai Kỳ, mấy người đang nói chuyện gì đó. Vương Giai Kỳ nhíu mày hỏi, Tôn Hạo, là anh đã bảo tiền kiệt qua đó xỉ nhục Lê Văn Vân đúng không? Tôn Hạo hơi ngẩn người, dường như anh ta không nghĩ tới việc Vương Giai Kỳ sẽ nói trắng ra như vậy, anh ta cau mày nói cái này không phải rồi anh chỉ là giới thiệu sơ qua về lê văn vân cho tiền kiệt nghe một chút anh ta không phải là bạn của em sao lại còn là người của tập đoàn trí đạt anh ta tới đây có lẽ là muốn tranh thủ lấy được một vài mối quan hệ nhỉ tiền kiệt gây chuyện ồn ào như vậy cũng là có lợi cho anh ta em nhìn xem mọi người đều quen biết anh ta rồi ở bên trong bốn người đang ngồi cùng với nhau hoàng gia gia vương hàn lâm quách vĩ thịnh tôn lượng Bốn cậu chủ yến kinh đã tập hợp đầy đủ ở đây. Quách Phí Thịnh người mặc vest đi giày da mắng mỏ, bà nó chứ, quần áo đang mặc này thật không quen chút nào. Đáng tiếc quá, bố tôi muốn tôi đi tranh đoạt quyền thừa kế. Sau này những ngày tháng ăn chơi rong rủi sẽ rất ít khi tham gia. Hoàng gia ra mắng, cũng chẳng biết bố cậu đang nghĩ cái gì nữa. Dù sao tiền của chúng ta có tiêu xài cả đời cũng không hết, sao lại cứ phải đi tranh đoạt cái quyền thừa kế quỷ quái gì đó kia chứ? ăn no rừng mỡ nên phải kiếm chuyện để làm à. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà con mẹ nó bố tôi lại không nghĩ thế. Quách phí Thịnh nói các anh em họ khác trong gia đình đều tranh đoạt rất gay gắt. Tôi chỉ có một cô em gái, con bé lại nhỏ tuổi. Đúng rồi, mẹ nó chứ, nói ra mới nhớ hình như hôm qua Quách Trấn bị người ta tẩn một trận, làm tôi sướng điên người. Thằng cháu này ông đây đã thấy rất chướng mắt, nhưng mà lại là thân thích, cũng ngại đấm cho nó một trận bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn lượng chỉ về phía cách đó không xa, kinh ngạc nói, ôi trời, thằng nhóc kia không phải là em gái của cậu dẫn qua đây đó sao? Vương Hàn Lâm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua một cái, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt nói, em gái tôi dẫn qua. Tôi không quen tên này, hơn nữa tiền kiệt đứng trước mặt anh ta làm gì, thằng này không phải là chó quẩn bên cạnh anh trai cậu sao? Tôn Lượng sờ sờ cánh mũi nói, có lẽ là Tôn Hạo nhìn thấy anh ta và em gái cậu cùng nhau đến đây cho nên trong lòng không vui, muốn tìm tiền kiệt tới đó chơi thằng nhóc kia một chút. Muốn trách cũng chỉ có thể. Gia Gia, cậu làm cái gì thế hả? Anh ta mới nói được một nửa đã phát hiện Hoàng Gia Gia đi ra ngoài bước thẳng đến chỗ hai người kia. Ba người khác vừa nhìn thấy dáng vẻ này, cũng vội vội vàng vàng chạy đi theo. Hoàng Gia Gia đương nhiên đã nhận ra Lê Văn Vân, nhìn thấy Lê Văn Vân đang bị tiền kiệt chèn ép, anh ta bèn chạy qua đó. chương 420, cậu cái gì mà cậu? Cậu cái gì mà cậu? Hoàng gia ra mắng chửi ầm lên, con mẹ nó chứ, anh còn dám chỉ chỉ trỏ trỏ anh Vân của tôi ở trước mặt mọi người như vậy cơ đấy. Lại còn đi làm ở chỗ của anh, đi cái con mẹ nhà anh mà đi, ngu xuẩn, mau chóng xin lỗi đi. Câu mắng của Hoàng Gia Gia khiến cho chân mày của không ít người nhân lại nhưng không ai trong số họ lên tiếng dù sao thì bọn họ đều biết tính cách và tố chất của bốn cậu chủ yên kinh không ít người trong đại sảnh bữa tiệc này đều từng chịu ức hiếp lúc này ngoài cửa hoàng hân đi vào nhìn thấy hoàng gia gia lại đang bắt nạt người ta cô ta nhìn thấy lê văn vân ngồi ở trong góc thân sắc hơi vui vẻ nhưng người nói hoàng gia gia sao em lại bắt nạt tiền kiệt nữa rồi lê văn vân đang ngồi trong góc nghe thấy những lời của hoàng hân thì trong lòng lập tức vui vẻ cảm giác đây không phải là lần đầu tiên hoàng gia ra bắt nạt người này. Tiền kiệt mặt đỏ bừng, anh ta cảm thấy mặt mũi bị ném đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Hoàng gia ra cười khẩy một tiếng nói, thằng cháu trai này ba ngày không đánh là lại lên nóc nhà lật ngói. Hôm nay ở nơi này, em vốn cũng không muốn để ý đến anh ta, vậy mà vừa rồi anh ta lại ở đó sỉ nhục Lê Văn Vân. Hoàng Hân cau mày, sau đó không nói thêm gì nữa. Thấy Hoàng Hân không ngăn cản, những người vây xem nhìn về phía Lê Văn Vân đang ngồi trong góc một cách ngạc nhiên. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh vốn dĩ định khiêm tốn, lặng lẽ tránh trong bóng tối để bảo vệ Vương Giai Kỳ, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn huyên náo đến thế này. Bảo anh đặc biệt xin lỗi đấy, anh nghe không hiểu hả? Hoàng gia ra trừng mắt nhìn chằm chằm vào tiền kiệt và nói. Tôn Hạo đi ra, nhìn thoáng qua Hoàng gia ra, sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Hân rồi nói, hoàng gia gia cậu hơi quá đáng rồi đó lê văn vân này là đại diện cho tập đoàn trí đạt mà vào nơi này anh ta muốn đem đến cho tập đoàn trí đạt một ít nhân mạch nên tôi đã chủ động giới thiệu tiền kiệt đến làm quen với anh ta tiền kiệt không biết chỉ là rất ngạc nhiên khi tập đoàn trí đạt lại có thể tham gia vào một bữa tiệc như vậy hơn nữa người tham gia chỉ là một nhân viên mà thôi vậy mà cậu vừa lên đã đánh người ta có hơi quá đáng rồi nhỉ cậu giả vờ cái mẹ gì chứ Hoàng gia ra quay người lại, trực tiếp mắng vào mặt tôn hạo, cậu cho là ông đây không biết ư. Không phải là cậu nhìn thấy Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ cùng nhau đến đây nên trong lòng khó chịu à. Cậu thích Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ còn chưa chắc để ý đến loại ngụy quân tử như cậu đâu. Còn nữa, chẳng phải ngụ ý của các cậu là nói Lê Văn Vân không đủ tư cách tham gia bữa tiệc này sao? Hoàng gia ra hỏi, hôm nay coi như tôi thông báo trước mặt các người. Tôi thông báo, bắt đầu từ bây giờ, Lê Văn Vân sẽ gia nhập vào bốn cậu chủ yên kinh chúng ta. Về sau, bốn cậu chủ yên kinh đổi tên thành năm cậu chủ yên kinh. Theo lời Hoàng gia ra nói chuyện, ở đằng kia, ba người khác trong số bốn cậu chủ yên kinh cũng đã đi tới. Lúc nghe thấy Hoàng gia ra nói chuyện, thần sắc của bọn họ cũng hơi chuyển động, biểu cảm nhìn Lê Văn Vân có chút kinh ngạc. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 420